Chào các bạn khán giả của chương trình Inside Sharing, thì hôm nay Hà sẽ đến lại với các bạn cái tip số 5 của cái chuỗi series liên quan tới negotiation, là làm sao chúng ta có thể tăng được cái khả năng và kỹ năng thương thuyết của chúng ta. Thì người ta hay nói là thực hành á, sẽ giúp chúng ta make practice makes perfect, đúng không? Practice makes perfect, nghĩa là làm cho chúng ta thực hành càng nhiều thì cái kỹ năng đó chúng ta sẽ tăng theo thời gian, hay là chúng ta tập nhiều á, thì chúng ta đi vào trong một cái buổi thương lượng chúng ta sẽ cảm giác như là mình tự tin hơn á. Thì cái tip này á, là mọi người hãy mời những cái đồng nghiệp của mình, mời một ai đó hoặc một group người đó ngồi chung với nhau á, và bạn sẽ là đóng cái vai của mình và họ sẽ đóng cái vai là cái người khách hàng của họ, của mình, những cái người mà mình đang muốn thương lượng. Thì hai bên sẽ thử negotiating qua negotiating lại, và bạn sẽ phải ngồi là họ sẽ đóng cái vai gọi là devil advocate, là những cái vai mà phản biện á, để mà giúp cho chúng ta nhìn thấy là trong cái proposal của mình, trong cái cách mà chúng ta thương lượng, trong cái strategy mà mình đưa ra, nó sẽ có những cái điểm nào nó tốt và có những cái điểm nào mà nó cần chúng ta phải nhìn lại. Bởi vì một mình chúng mình sẽ không nhìn thấy hết được tất cả những cái areas mà mình đang bị khiếm khuyết. Để có nhiều người cùng tham gia vào trong một câu chuyện ấy, sẽ giúp cho chúng ta nhìn được nhiều cái góc cạnh, những cái khía cạnh khác nhau, để mà khi cuối cùng thì bạn có thể fine tune lại cái strategy riêng của mình trong cái quá trình thương lượng đó một cách tốt nhất. Theo cái tip này nói với các bạn là hãy mời vào trong cái làm thử những cái buổi thương lượng giả tạo giả định, và mời những người khác tham gia vào trong trong cái buổi đó ở cái vị trí là một cái người mà bạn sẽ thương lượng trực tiếp, giống như họ là khách hàng của mình vậy ha.